Xin chào tất cả các bác, cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt ở tại nhà em Sự nhá. Đấy, thì về cái phần thuyền này này, sáng nay thì anh thợ đóng thuyền anh ấy sẽ hàn chi tiết tất cả những cái vệt theo vệt này. Đó, đây này, những cái đường vệt này nhé các bác nhá. Tất cả những cái này, hàn mặt trong mặt ngoài. Đó, hôm qua sắt thì hàn vào đây rồi. Hôm nọ Mạnh mua cái tôn này, Mạnh lại bảo là tôn mạ kẽm. Thế thì Mạnh gọi điện cho nhà tôn ấy, thì tôn lại bảo là cứ nghĩ là lấy cái tôn đen như mọi người bình thường. Thì hôm qua thì mới thấy có một số người đã nói Mạnh là cái tôn này nó là tôn đen chứ cũng không phải là tôn mạ kẽm. Thế nên là Mạnh qua Mạnh điện lại cho cửa hàng bán tôn, thì cửa hàng bán tôn lại bảo là lại tưởng lấy tôn đóng thuyền thì cứ như mọi người bình thường ấy, mọi người cũng vẫn đóng bằng cái tôn này. Thế Mạnh giật mình. Thì bây giờ chuyện thì nó đã ra rồi. Mấy hai nữa thì về cơ bản ở đây họ cũng đóng cái tôn này nữa. Đấy, thế nên là Mạnh nghĩ chắc cũng ổn thôi, bởi vì là nếu mà đóng được bằng cái tôn mạ kẽm kia thì nó sẽ bền hơn nhá các bác nhá. Đấy, thì hôm nay Mạnh sẽ có số đo chi tiết cho các bác, đó là cái thuyền này là dài 5,5 mét. Đấy, kích thước của cái đáy này, kích thước của cái đáy này, đây từ đây sang đến bên này, đấy là đáy dưới nhá. Đáy dưới là rộng 75 phân. Đấy, còn mặt trên kia là rộng 1m15. Đấy, và chiều dài là 5,5 mét. Đây, từ đây, từ điểm này. Đấy, chỗ đầu góc bằng ngón tay Mạnh này, này cho đến tận điểm bên này ra đến đây là 5,5 mét, rộng là hơn 70 phân. Và à, rộng mặt đáy là hơn 70 và rộng mặt chính thuyền này, cái mặt bây giờ mặt đang mặt nó đang úp được ở phía dưới này là 1m1 các bác, là 1m15. Đấy thì sau cụ thể sau nữa thì sẽ đo chính xác, bởi vì là anh đóng thuyền anh ấy có kinh nghiệm, anh ấy đóng rồi nên là anh sẽ đóng theo cái kiểu cái quy tắc làm của anh ấy. Đấy, thì mình làm xong hết những cái phần này rồi mình sẽ làm ngon lành xong rồi thì mình sẽ đánh gỉ đi nhá, xong là sơn si vào các bạn. Vừa nãy là làm ở cái khu vực này các bác ạ, xong là nó nắng quá phải chuyển vào trong cái khu này. Đây này, đây ngửa lên là sẽ hàn cái phần này nhé. Đây này, hàn hết theo cái phần này. Đấy, về mặt kia thì hàn rồi. Đấy, để quay mặt kia cho các bác xem nhé. Đây nhá, phần đáy đây hàn hết đây. Đấy, hàn hết theo đường này rồi các bác nhá. Hiện tại Mạnh đang có mặt ở bếp nhà em Sự rồi. Đây đang đun nước rồi, để hôm nay bắt con vịt để đãi thợ đóng thuyền nhá các bác nhá. Đây dưới đây pe ơ nào đuổi nhau này hả. Đấy, nay khử luôn con trắng kia. Đây còn một con này nữa à? Đuổi nó ra ngoài đi, cho nó khỏi chạy trong nhà. Cả con ngan này nữa. Con ngan nó mổ con vịt đúng không? Ok. Con ngan nó mổ con vịt à? Hai con ngan này. Đây. Nào. 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 Được.
Còn con vịt này thì cho nó khỏi lạc đàn luôn các bác ạ. Đấy. Pe 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 pe. Pe pe. Rau lang ở trong bao này sao hay cỏ thường? Sư. Rau lang ở trong bao này hay là cỏ thường? Cỏ à? À. Để cho mày ăn nó. Ăn nhỉ. Đây nha các bác nhá. Sự ra bắt rồi. Đấy. Chạy đâu, chạy đâu. Mẹ. Làm món vịt luộc thôi, ăn cho nó mát. Ơ. À. Vợ Sự vừa đi cấy về các bác. Đây nha. Đấy, lần này phải xiên vào cái xiên sắt. Lần trước A Sự nó lại xiên bằng cái tăm các bác ạ. Nhiều ớt vào. Cho bác thợ đóng tàu bác cái cây xe. Nữa vào. Hai quả vào. Nữa vào. Đó. Đấy. Cho vào giữa bếp này nướng lên các bác ạ. Vẫn kiểu vậy. Ăn mới cay. Đấy. Cho súp vào. Ớt đây các bác ạ. À Sự nó quên vừa nãy nó làm đen xì xì như thế này. Các bác thấy cay chưa? Đủ cay chưa? Mạnh là thích ăn cay nhất đấy. Đây. Nào. Vì hôm nay thì ngon tuyệt vời luôn. Tuyệt quá mèo luôn. Béo luôn nhé. Còng. Còng. Canh bầu nha các bác nha. Nấu vịt. Nước luộc vịt. Mỡ béo quá nhỉ. Yeah. Mời tất cả các bác và các bạn dùng bữa với cả anh em Tất Mạnh nha. Hôm nay có món vịt với cả món bầu thôi. Đấy. Vợ Sự này thì lại ngồi ăn ở kia cơ. Đấy.
Chả biết ăn kiêng ăn kiếp cái gì. Đấy, giảm giảm à, cho thêm tí nữa vào anh ạ. Đấy, múc cho thêm tí nước canh nữa mà. Đấy, đại thợ đóng tàu nhá. Được không? Vẫn vã mồ hôi hột ra sao này. Hả? Vã mồ hôi. Thôi, mời tất cả các bác và các bạn dùng bữa luôn nhá.